Hi guys, my name is Phạm Huỳnh Trang, an English teacher at Phú Định Junior High School, District 6. It's a pleasure for me to welcome you to my lesson today. Xin chào tất cả các em, cô là Phạm Huỳnh Trang, giáo viên tiếng Anh đến từ trường trung học cơ sở Phú Định, quận 6. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong tiết học ngày hôm nay. Now, look at the screen and tell me. When you want to watch the wildlife program on TV at night, how do you ask for permission? And who do you ask for permission? Khi mà các em muốn xem một chương trình TV, cụ thể như là chương trình Thế giới hoang dã vào buổi tối, thì các em sẽ xin phép như thế nào và các em sẽ hỏi ai? Và bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học về cách xin phép. Today, we continue to learn Unit 3, Wildlife, Lesson 6, Speaking, Asking for Permission. Look at the screen. She is Lottie, and this is her dad. Can you guess which the situation is? Các em nhìn vào màn hình nha. Đây là Lottie, và đây là cha của cô ấy. Theo các em thì đây là tình huống gì? Cô ấy muốn xin cha mình điều gì? I guess she wants to watch a TV program because she is holding a remote. Cô đoán rằng cô ấy muốn xin cha mình để xem một chương trình TV bởi vì cô ấy đang cầm cái điều khiển TV. How about you? Which situation do you guess? Thế còn các em thì sao? Các em suy nghĩ đây là tình huống gì? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một đoạn hội thoại để đoán xem đây là tình huống gì nha. Đây là đoạn hội thoại giữa Lottie và cha của cô ấy. Chúng ta sẽ cùng nghe và hoàn thành đoạn hội thoại dựa vào những cụm từ ở trong cái khung này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe nha. Unit 3. Speaking. Exercise 2. Dad? Yes? Is it okay if I watch that wildlife program on TV? No, I'm afraid you can't. But Dad, why not? It's really good. I'm sorry, but it's time for dinner. Oh, okay. Can I watch TV later then? Yes, of course you can. Great. Thanks, Dad. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe để kiểm tra đáp án nha. Unit 3. Speaking. Exercise 2. Dad? Yes? Is it okay if I watch that wildlife program on TV? No, I'm afraid you can't. But Dad, why not? It's really good. I'm sorry, but it's time for dinner. Oh, okay. Can I watch TV later then? Yes, of course you can. Great. Thanks, Dad. Đáp án của các em có giống với đáp án của cô không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dịch đoạn văn này nha. Lottie. Dad. Ba ơi. Dad, yes. Sao vậy con? Lottie, is it okay if I watch the wildlife program on TV? Có ổn không nếu như con xem chương trình Thế giới hoang dã ở trên TV? Dad, no, I'm afraid you can't. Không, ba nghĩ rằng con không thể xem. Lottie, but Dad, why not? It's really good. Nhưng mà ba ơi, tại sao vậy? Chương trình này rất tốt, rất hay mà. Dad, I'm sorry, but it's time for dinner. Ba rất tiếc, nhưng mà bây giờ là thời gian để dùng bữa tối. Lottie. Oh, okay. Can I watch TV later, Dan? Dạ, được rồi. Vậy con có thể xem TV sau đó không? Dad. Yes, of course, you can. Tất nhiên rồi. Lottie. Great. Thanks, Dad. Thật tuyệt. Cảm ơn ba.
Vậy thì theo các em, Lottie muốn xin ba mình điều gì? Đúng rồi, cô ấy muốn xin ba mình để xem chương trình Cuộc sống hoang dã ở trên TV. Và theo các em thì, when can Lottie watch the TV program? Khi nào thì Lottie có thể xem được chương trình TV? Đúng rồi, she can watch the TV program later. Cô ấy có thể xem chương trình TV sau đó, có nghĩa là sau bữa tối. Next, exercise number 3. Look at the dialogue again. Match phrases from A to D with from 1 to 4 in the dialogue to create a new situation. Then practice the dialogue. Ở phần này, các em sẽ nhìn lại đoạn hội thoại. Các em sẽ điền A, B, C, D, những cụm từ này vào đoạn hội thoại để tạo thành một đoạn hội thoại hoàn chỉnh. Sau đó các em sẽ thực tập với bạn của mình. Các em có 2 phút để làm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đáp án. Number 1, B. Number 2, D. Number 3, A. Number 4, C. Đáp án của các em có giống với đáp án của cô không nào? Practice the dialogue. Bây giờ các em sẽ cùng nhau thực tập đoạn hội thoại lúc nãy với bạn của mình nha. Key phrases. Requesting permission. Cách đưa ra một lời xin phép. Ở đây chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất, is it okay if I or is it okay if we? Chúng ta sẽ cộng với một động từ. Có ổn không nếu như tôi hoặc là có ổn không nếu như chúng tôi là một điều gì đó. Cách thứ hai, can I, can we, or can you? Tôi có thể, chúng tôi có thể, hay là bạn có thể hay không? Chúng ta cũng sẽ cộng với động từ theo sau. Next, giving permission. Cách đưa ra lời đồng ý khi chúng ta đồng ý một lời xin phép. Yes, of course, you can. Vâng, dĩ nhiên rồi, bạn có thể. Refusing permission. Cách để chúng ta từ chối một lời xin phép. No, I'm afraid you can't. Không, tôi e rằng bạn không thể. Hoặc chúng ta cũng có thể nói rằng I'm sorry, but tôi rất tiếc, nhưng mà. Exercise number 4. Match A to F with 1 to 3 in the key phrases. There is more than one correct answer. Ở bài tập này, các em sẽ điền những câu từ A tới F vào phần key phrases. Câu A. You're always on the computer. Con luôn sử dụng máy tính. B. Watch TV. Xem TV. C. It's late and you've got school tomorrow. Đã trễ rồi, bạn hoặc là con còn phải đi đến trường vào ngày mai. D. Go to a friend's house. Đi đến nhà của bạn. E. Use the computer. Sử dụng máy tính. F. You need to help with the housework now. Bạn hoặc là con cần được giúp đỡ để làm việc nhà ngay bây giờ. Bây giờ các em hãy điền 6 câu này vào chỗ trống trong phần key phrases nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sửa. Requesting permission. Cách đưa ra một lời xin phép. Is it okay if I? Thì chúng ta sẽ có đáp án là B, D và E. Is it okay if I watch TV? Is it okay if I go to a friend's house? Is it okay if I use the computer? Và câu thứ hai, chúng ta cũng có đáp án là B, D và E. Vậy các em thấy là is it okay if I? Hoặc là can I? Sau những cụm từ này, chúng ta sẽ sử dụng động từ. Refusing permission. Cách từ chối một lời xin phép. I'm sorry, but. Chúng ta có đáp án là A, C và F. I'm sorry, but you're always on the computer. Hoặc là I'm sorry, but it's late and you've got school tomorrow. Hoặc là I'm sorry, but you need to help with the housework now.
Exercise number 5. Work in pairs. Look at the situation. Repair and practice a new dialogue. Using the dialogue in exercise number 2 and the key phrases. Ở phần này, các em sẽ hoạt động theo cặp. Sẽ dựa vào tình huống cho sẵn, các em sẽ chuẩn bị và thực tập một bài hội thoại mới dựa vào đoạn hội thoại cũ ở trong bài tập số 2. Đây là đoạn hội thoại ở bài tập số 2. Và phần key phrases. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn qua phần tình huống. You want to use the computer in your classroom. Ask your teacher for permission. Các bạn muốn sử dụng máy tính trong phòng học. Các bạn sẽ hỏi giáo viên để xin phép sử dụng máy tính. Bây giờ các em sẽ tạo đoạn hội thoại và thực tập với bạn của mình nha. Homework. Learn by heart the new structures. Prepare for the next lesson, writing. Bài tập về nhà, các em sẽ học hết những cấu trúc vừa học và chuẩn bị bài mới cho tiết học ngày hôm sau. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong bài học lần sau. Thank you. Goodbye. See you next time.